Vĩnh Tuyên Kim khiến fan xót xa với cuộc sống hiện tại vì nói hết thời chật vật nuôi chị gái tâm thần. Vĩnh Tuyên Kim quen thuộc với khán giả, đặc biệt là người dân miền Tây qua chuỗi bản hit Tin Vọng Cũ. Mặc dù sở hữu sự nghiệp đình đám nhưng nữ ca sĩ từng trải qua nhiều khó khăn. Ở độ tuổi U40, Vĩnh Tuyên Kim có cuộc sống độc thân, miệt mài hoạt động nghệ thuật. Những ai yêu mến và theo dõi Vĩnh Tuyên Kim đều biết vì biến cố ba mẹ ly hôn, cô phải trở thành trụ cột chính. Cũng từ đó cô quyết tâm rời quê lên thành phố Hồ Chí Minh theo đuổi con đường nghệ thuật chuyên nghiệp. Vì hoàn cảnh khó khăn, Vĩnh Tuyên Kim đã liều lĩnh vay tiền bạn bè, đầu tư cho album đầu tay vào năm 2007. Thời điểm đó, tên tuổi của nữ ca sĩ bắt đầu được biết đến, đặc biệt là ở khu vực Tây Nam Bộ. Năm 2009, Vĩnh Tuyên Kim bùng nổ với bản hit Tin Vọng Cũ. Những phiên bản sau này của bài hát được phát hành cũng được công chúng đón nhận nhiệt tình. Từ đó, Vĩnh Tuyên Kim có nhiều show diễn hơn, tiền kiếm được cũng tăng lên nhanh chóng. Cô bắt đầu lấn sân sang lĩnh vực diễn xuất. Giọng ca gốc Cà Mau từng chia sẻ về thời Hoàng Kim, lịch trình dày đặc đến mức cứ mỗi lần xuống máy bay là cô phải tìm chỗ để truyền nước trước, sau đó mới có sức đi diễn. Khi một người làm nghệ thuật thật sự thì dù đang mệt mỏi, cơ thể không được khỏe, nhưng bước lên sân khấu, được gặp khán giả, được nhận những cái vỗ tay từ họ và được cháy với đam mê của mình thì tất cả mệt mỏi lúc đó đều tan biến hết. Vĩnh Tuyên Kim bộc bạch. Mặc dù nổi tiếng nhờ Tin Vọng Cũ, nhưng cuộc sống của Vĩnh Tuyên Kim vẫn đối mặt với nhiều biến cố. Có lần đi diễn ở Bình Phước, xe của cô gặp tai nạn, nhưng may mắn những người trên xe không sao. Trong một show diễn, ban tổ chức đã thông báo dàn ca sĩ chính bao gồm Vĩnh Tuyên Kim, Hồ Quang Hiếu, Minh Hằng, Bảo Thy và Nguyễn Vi Hùng. Tuy nhiên khi sự kiện diễn ra, chỉ có duy nhất một mình chủ nhân bản hit Tin Vọng Cổ xuất hiện, khiến khán giả phẫn nộ yêu cầu trả tiền vé. Trong một cuộc phỏng vấn, Vĩnh Tuyên Kim từng thừa nhận bản thân phải vay tiền hàng tháng để nuôi gia đình. Năm 2018, cô quyết định rời khỏi công ty quản lý sau một thập kỷ gắn bó. Chia sẻ về lý do, cô cho biết, công ty cứ nói là bận, tôi muốn công ty làm sản phẩm âm nhạc mới cho tôi, nhưng họ không làm. Anh Vĩnh Thuyên đang bận với dự án phim, nên anh ấy nói với tôi, hãy tự làm sản phẩm của mình, tôi không thể chấp nhận một câu trả lời thiếu thỏa đáng như vậy. Bên cạnh hoạt động nghệ thuật, Vĩnh Tuyên Kim còn bán hàng online. Đứng trước những bình luận tiêu cực cho rằng mình hết thời, nữ ca sĩ từng cho biết bản thân không quá để tâm, chỉ có những người thiếu hiểu biết mới nhận định như vậy. Vĩnh Tuyên Kim hiện vẫn đang miệt mài đi hát, nhận lời mời đi diễn kể cả những sự kiện nhỏ. Ở độ tuổi U40, nữ ca sĩ vẫn sở hữu nhan sắc trẻ trung xinh đẹp. Trên trang cá nhân, Vĩnh Tuyên Kim thường xuyên cập nhật những hình ảnh đi diễn, hạn chế khoe tài sản cá nhân. Những thông tin về gia đình cũng được Vĩnh Tuyên Kim giấu kín. Riêng chị ruột bị mất trí nhớ của nữ ca sĩ là Lâm Bảo Nam, Lâm Tuyền, hiện đang sống ở nơi điều trị. Nhan sắc ngày nào cũng đã pha nhạt, khiến nhiều đồng nghiệp thương tiếc. Trên trang cá nhân của mình, danh hài Thúy Nga đã chia sẻ những hình ảnh cùng ca sĩ Quách Tuấn Du về Cà Mau làm từ thiện. Cô tặng quà cho các bệnh nhân tâm thần tại một trung tâm nuôi dưỡng. Tại đây, nữ danh hài đã được gặp lại ca sĩ Lâm Bảo Nam, chị ruột của ca sĩ Vĩnh Tuyên Kim và từng là giọng ca đình đám một thời của làng nhạc Việt. Thúy Nga tâm sự, về Cà Mau được gặp ca sĩ Lâm Bảo Nam, ra về mà tâm trạng của Thúy Nga trầy rứt mãi. Cứ bị ám ảnh cuộc sống của Lâm Bảo Nam hiện tại, tự nhiên thấy trong lòng thương người bạn đồng nghiệp của mình vô cùng. Nữ danh hài trải lòng thêm về đồng nghiệp. Thật sự Nga ở Sài Gòn và công việc và phải lo cho ba hiện tại nên cũng không được gần bên Lâm Bảo Nam, nhưng tâm nguyện vẫn muốn là làm sao để giúp cho Lâm Bảo Nam sẽ có điều kiện nơi ở chăm sóc đặc biệt hơn một chút, vì thấy hiện tại bạn ấy khá tỉnh táo. Rất may là những bạn bè và tập thể anh em của trung tâm nuôi dưỡng tâm thần Cà Mau đã giúp cho Nga thực hiện được ý nguyện đưa Lâm Bảo Nam ra một phòng đặc biệt hơn. Hy vọng từng bước một nhỏ nhoi này sẽ giúp cho Lâm Bảo Nam trở lại như xưa. Đó chỉ là hy vọng và ước mơ thôi, nhưng Thúy Nga vẫn hy vọng điều kỳ diệu và phép màu sẽ đến với Lâm Bảo Nam.